Ngày 10 tháng 11 năm 2021, tại một công trường xây dựng ở Kha Kiều, Thiệu Hưng, Chiết Giang, Trung Quốc, một sự kiện hiếm hoi đã xảy ra khiến cảnh sát đồn Tề Hiền bất ngờ. Một công nhân tại công trường này đã phát hiện một vật thể có thể là cổ vật quý giá. Sự kiện này đặc biệt hiếm gặp tại Kha Kiều. Ngay sau đó, cảnh sát Tề Hiền đã nhanh chóng huy động lực lượng đến hiện trường. Theo từ gia trình, một cảnh sát tại hiện trường, món đồ cổ được tìm thấy trong quá trình đào đất, đóng cọc của công nhân họ Vương. Anh Vương phát hiện một vật hình tròn trong đất và kéo nó ra, chỉ để phát hiện đó là một bình đất sét cổ, cao khoảng 30cm. Phát hiện này thu hút sự chú ý của nhiều công nhân khác. Trước sự tò mò và hứng thú của đồng nghiệp, anh Vương quyết không buông bình cổ. Tình hình căng thẳng đã nảy sinh khi một số công nhân muốn anh Vương giao nộp bình cổ cho chính quyền, trong khi những người khác lại muốn giành lấy nó. Để ngăn chặn tranh cãi, người phụ trách công trường đã gọi cảnh sát. Khi cảnh sát đến, họ đã phong tỏa hiện trường và đưa anh Vương cùng bình cổ về đồn để thẩm định. Hiện tại, các chuyên gia đang xác minh xem đó có phải là cổ vật thực sự hay không.